thần, một cái danh từ người ta nghe tới đều kính sợ. Từ xưa đã có, truyền thuyết về họ có thể nói là vô tận, cường đại cực hạn. Khiến người phàm tôn sùng, lệ kính, khiến tu sĩ kiêng kỵ, sợ hãi là đại biểu cho sự cường đại và không gì làm không được. Truyền thuyết về chư thần vô cùng tận, các nơi đều có, huy hoàng muôn đời nhưng thế gian tranh luận về họ cũng rất nhiều, thậm chí ở một ít tinh vực cổ xưa không chấp nhận sự tồn tại của họ, cho rằng điều này vượt qua lễ thường, không phù hợp trạng huống chân thật. Mà đến tột cùng thần có tồn tại hay không, người phàm khó có thể chạm đến, còn với tu sĩ đây vẫn luôn là đề tài bàn luận, vì vậy cũng đã có các loại tranh luận đối chọi gay gắt. Từng ở một đoạn thời gian rất dài, ở một số cổ địa, thần là một đề tài cấm kỵ, kẻ xúc phạm chết, người lệ kính hương thịnh lành bệnh một cách cao sâu bí hiểm ngày nay đám long mã hắc hùng thiên hạt hoàng kim sư tử khiêng trở về một cỗ quan tài đá nói là bắt được một cổ thần sao không khiến cho diệp phàm giật mình nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy không thể là sự thật hắn tự xưng là thần mà chúng ta cùng hợp lực mạnh mẽ mở ra thức hải của hắn nắm giữ được một lũ thần niệm chứng minh lời nói của hắn không giả long mã nói chuẩn xác một bộ dáng xác thực có thể tìm theo Bọn họ vì đề thu được cơ duyên, đều làm việc cực nhọc trên viên cổ tinh suy sụp này, 12 thánh giả hợp lực nhập thần thức hải vào cùng một chỗ, quét ngang rất nhiều sông sâu núi lớn, tiến hành thăm dò. Dọc theo đường đi, gặp được không ít di tích, cuối cùng phát hiện một tòa động phủ thượng cổ, bọn họ mạnh mẽ phá mở ra cửa đá chấn động, xông vào, thấy được cỗ quan tài này. Đây là một cỗ quan tài đá, dùng tảng đá dài hiếm thấy tạc khắc mà thành, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà có linh tính, là một loại bảo quan mai thi táng cốt, xưa nay hiếm có. Thần, tóc trắng xóa, làn da khô quắt dán sát bộ xương, tinh huyết toàn thân đã trôi hết, vừa thấy là biết đã gần đất xa trời, sống không được bao lâu. Tóc bạc trắng đều rụng xuống, gây trơ cả xương, lấp da khô cắn nhăn nhúm, hai mắt đục ngầu ảm đạm vô thần, môi mấp máy như muốn nói gì, lại khó có thể phun ra lời. Duy nhất làm cho hắn có vẻ trí thần trí thanh chính là cơ thể hắn mặc dù ra cả không thành hình dáng, nhưng lại phát ra thần huy, như một vầng hào quang bao phủ thân hắn, vòng hào quang sau đầu giống như một vòng tinh hải. Toàn thân diệp phàm phát sáng, bí quyết chữ giả vận hành, từng đợt từng đợt huyết khí màu vàng từ cơ thể hắn tràn ra vô cùng cường đại, bao phủ hắn ở bên trong, thoạt nhìn còn rực rỡ hơn so với vị thần này hai người tiếp xúc, thân thể thần này chấn động mãnh liệt, từng đợt từng đợt tia sáng mờ chìm sâu vào trong cơ thể thần, làm cho tinh khí hắn nhận được tầm bổ. Còn người ảm đạm kia dần dần có một tia sáng, cả người đã có một chút tinh thần. Không thể không nói, bí quyết chữ giả độc nhất vô nhị là thần thuật chữa thương, thậm chí có thần hiệu kéo dài mệnh nguyên, vì vậy ở lĩnh vực này trở thành cực hạn. Thần, mệnh nguyên khô héo nhận được bí quyết chữ giả trị liệu có dấu hiệu một tia chuyển biến tốt đẹp hiển nhiên đã có thể chống đỡ thêm một lát sẽ không buông tay ra đi đột ngột người đúng thật là thần diệp phàm hỏi hắn đã dừng tay người này căn nguyên đã khô kiệt trừ phi dùng bất tử dược giữ mạng bằng không hoàn toàn không có hy vọng sống sót ta là thần hắn gian nan lên tiếng tình khí thần vẫn là khó có thể chân chính ngưng tụ lại một chân hắn đã bước vào trong bóng ma của tử vong hỏi thế gian ai có thể không chết gần như khó có thể xảy ra ngoại lệ giờ này thiên kiêu đều hóa thành bụi bậm, nếu như có thần linh thì khi ở thế gian phải bất tử mới đúng. Nhưng không ai có thể chân chính chứng minh chư thần còn sống, mà đều nhận thức là bọn họ đều chết trong năm tháng, đều không phải chân chính là kẻ trường sinh. Người nếu là thần còn có thể chết sao? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, hắn không tin thần chân chính tồn tại. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về thần không ít, nhưng không một chứng minh nào thực tế. Ta bị một người cắn nuốt căn nguyên, bằng không sẽ không như vậy. Hắn thực suy yếu, há mồm thở dốc, nói ra một câu như vậy. Diệp Phàm, Bằng Bác, Long Mã, Hắc Hùng, tất cả đều chấn động, từng có một người ở chỗ này thì thần, cướp đi căn nguyên của thần, đây thật đúng là tin. Thần cũng không nhất định bao trùm lên trên hết thảy, nghe nói ở thời cổ đại có đại đế trấn áp bọn họ cùng không ít. Hoàng Kim Sứ Tử lên tiếng, bởi vì đích xác là sự thật. Diệp Phàm gật gật đầu, nghĩ tới mấy vị trí tôn. Vô tận năm tháng trước, đế tôn quét ngang chín tầng trời 10 tầng đất, khi nuốt vũ trụ, hàng phục thần linh, từng thống ngự vạn vực trừ thiên, thế gian trừ thần cùng tôn thờ tiến đến triều bái. Đó là một niên đại cực độ huy hoàng, đế tôn lập gia quy củ giới luật, định ra chế độ lập gia pháp tắc, trừ thần đều phải vâng theo, không ai dám làm trái, đó là một thời đại thần thoại chân chính. Về sau, bất từ thiên hoàng quật khởi, cùng có uy thế vô thượng, từng đứng trên thiên hạ, chư thần tiến đến yết kiến, vạn tộc cùng cùng bái. Loại uy nghiêm này không gì sánh nổi, cổ kim hiếm thấy. Nhưng, dù sau đó đều là truyền thuyết, sớm đã mất đi, hơn nữa thế gian có rất nhiều tranh luận, cho rằng đó cũng không phải ý nghĩa chân chính là thần. Là ai? Đúng thật là một người nhân tộc gây nên sao? Lòng mã vội vàng hỏi. Nếu là thần, bị một người của nhân tộc nuốt sạch căn nguyên, điều này có thể nói là bí văn trần thế đệ nhất, suy nghĩ kỹ lại còn khiến người ta có cảm giác phát lạnh từ đầu đến chân. Người ngay cả người đó đều đánh không lại, cũng không biết xấu hổ nói mình là thần. Lòng mã bắt ép nói, cặp mắt trận tròn to như cái chuông đồng, nó thực muốn biết đó là một người như thế nào. Hẳn là một loại thần khác. Diệp Pham lầm bẩm tới hiện tại ý nghĩa về thần đã thay đổi hắn cho rằng người này khẳng định không phải là loại thần cổ xưa trong truyền thuyết tồn tại trong quan tài đá nằm dài như một thi thể tóc trắng xóa lại bao phủ từng đạo thần hoàn mặc dù ra cả không thành hình dáng vẫn có một vầng hào quang thần tính chiếu rọi hắn nói ra một cái tên lập tức làm cho diệp phàm bằng bác chấn động mãnh liệt diêu quang người của nhân tộc kia lại là diêu quang một cái tên cũng không xa lạ chỉ là mấy chục năm không gặp, là hắn cắn nuốt mệnh nguyên của thần này, lấy căn nguyên thần tính làm của mình. Nhiều năm trôi qua, diêu quang này vẫn như cũ làm việc theo quy tắc chính xác trước sau như một, ở trên tinh không cổ lộ tương đối hạ thấp, chỉ có nam yêu trong lúc vô ý chạm tới hành tung của hắn, những người khác đều không biết gì. bằng bác vẫn luôn lưu ý tới diêu quang, nhưng thủy trung không có tin tức, không thể tưởng được ở nơi này nghe được tung tích quỷ dị của hắn là hắn, Diệp Phàm mày nhíu. Người này rất khó đối phó, tương lai tất nhiên là một đại địch, không thể nghi ngờ hắn nhận được kế thừa của độc nhân rồi. Bàng bác cùng nhíu mày, nghĩ tới đủ chuyện ở quá khứ. Năm đó một trận chiến ở Trung Châu Tổ Miếu, Diêu Quang trực tiếp vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh Trấn đánh bọn hắn, đều không nhờ sớm đã liệu định, thời điểm nguy cơ dùng thôn thiên ma quán ứng đối, tất nhiên nguy rồi. Diệp Phàm chưa từng xem thường Diêu Quang, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể cắn nuốt trừ thần, điều này không thật. Hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân trong quan tài đá, tin tưởng hắn không phải chân chính là thần linh. Người không phải thần. Bằng bác trừng mắt, vùng bàn tay to như cái quạt bổ vỗ hắn một cái, thiếu chút nữa đánh hắn bay ra ngoài quan tài. Thần này, không phải thần kia. Tồn tại trong quan tài suy yếu nói hắn lo sợ ngón tay to như củ cải của bằng bắc kia đâm thủng thân thể hắn vài cái từ trước ra sau, bị dọa cho hoảng sợ vội lắp bắp nói. Ta là một thành viên trong thần tộc. Còn người hắn đang ảm đạm, nhưng khi nói ra chủng tộc của mình, lại hiện lên một loại tia sáng dọa kinh người, đó là sự kiêu ngạo và tự phụ. Thần chân chính là bất hủ, là tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết nhưng luôn không thể nhìn thấy chữ thần, làm trong lòng mọi người liền dao động. Sau lại loại ý nghĩa xưng hô này thay đổi dần, thường được một ít tồn tại nghịch thiên tự xưng hô. Mà thần, cùng dần dần có hai ý nghĩa. Thần từ cổ trí kim nhìn thấy đều có một ngày già đi, đều từng thần tọa hóa trong dòng bụi bậm lịch sử, trở thành một nhúm đất vàng, không thể trường sinh. Trừ thành cho rằng, thần tích, truyền thuyết, cùng với các chuyện xưa không thể giải thích kỳ thật đều là sinh linh cường đại gây ra không được tính là hiển hóa của chư thần thần có hai loại ý nghĩa là thần chân chính và là sinh vật cực độ cường đại khó tin đến từ vực ngoại tới ngày nay thần chân chính gần như đã bị phủ định hoàn toàn người này tự xưng là thần tộc lập tức khiến trong lòng đám người diệp phàm bằng bác lòng mã giật mình đồng thời cũng rất khiếp sợ đích xác có một chủng tộc như vậy tục truyền là huyết mạch của chư thần kéo dài tới nay Bất kể ý nghĩ là một loại thần nào để giải thích, đều chứng tỏ sự cường đại tuyệt thế của chủng tộc đó, được cho là một chủng tộc nghịch thiên, từng truyền bọn họ không gì làm không được. Trên thực tế khi bước chân lên tinh không cổ lộ là có thể nghe được truyền thuyết về họ, trừ thánh đều nói tới trên cổ lộ có một thần tộc quỷ bí nhất, người ngoài khó có thể chạm tới. Mà bộ tộc này nhân số rất thưa thớt, xưa nay cũng không gặp nhiều, nhưng ngược lại có một số tộc đàn cường đại thường tự xưng là thần tộc, đó cũng không phải bọn họ người của thần tộc chân chính rất ít xuất hiện. Không phải thần chân chính, mà là thần tộc, thật ra từng nghe nói qua. Bàng bác gật đầu, sau đó hỏi. Bộ tộc này rút cuộc cường đại tới mức nào? Phi thường cường đại, nghe nói gần như nghịch thiên. Cửu vĩ ngạc long thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Phàm cùng trịnh trọng gật đầu. Nhiều năm qua, hắn từng xem rất nhiều sách cổ, đồng thời tìm hiểu từ chư thánh tinh vực bất đồng ở trên tinh lộ từ trước đến nay, hắn biết tộc đàn này quả thực rất cường đại. Người trong thần tộc bình thường rất thừa thớt như lông phượng sừng lân, nhưng thật sự rất nghịch thiên. Tục truyền ngẫu nhiên xuất hiện thần thể trong nhân tộc là gần với thần tộc đó. Cái gì? Điều này không phải vậy chứ? Bàng bác khiếp sợ, có chút không thể tin được. Loại bí tân này thật kinh người, lúc trước ngay cả Diệp Phàm khi biết được đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng ở trong mấy bản sách cổ gần như thất truyền có ghi lại, đích xác là như thế. Điều này, thật khiến người ta khó mà tin được, thể chất của cơ hạo nguyệt, khương giật phi hiếm thấy và cường đại như vậy, máu trong cơ thể bọn họ lại không khác gì thần tộc sao. Bàng bác thật sự kinh sợ đến người người. Không phải chỉ một người, mà là cả một tộc, mặc dù bọn họ rất thừa thớt, nhưng là cả một tộc đàn, cả một chủng tộc có thần huyết như vậy rút cuộc cường đại tới mức nào chứ? gần như khó có thể tưởng tượng. Tộc nhân tầm thường đều là thần thể, như vậy người kiệt xuất nhất trong đó nghĩ mà biết, nhất định là cường đại đến cực độ, thần huyết cổ tất nhiên phải vượt ra ngoài thế gian. Cơ hạo nguyệt, Khương Giật Phi nếu như đưa về thần tộc, cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi, nếu trong tộc đó sinh ra một vương của thánh nhân trẻ tuổi, điều này quả thực làm cho da đầu người ta run lên mà. Bằng bác thì thao tự nói. Yên tâm, thần tộc đó ít đến đáng thương, đều sắp phải diệt tộc, thế gian tự xưng là thần tộc phần lớn cũng không phải là thực. Cửu Vĩ Ngạc Long nói Đoàn người Diệp phàm bọn họ đi lại trên cổ lộ Hoàng Kim đã 6 năm, ngoại trừ mài rũa rèn luyện bản thân, chính yếu nhất là dựa theo một ít manh mối truy tìm tung tích huynh muội cơ gia. Ngày nay không ngờ lại biết tung tích Diêu Quang, đồng thời gặp được một người của thần tộc chân chính, đây cũng là thu hoạch bất ngờ. Nói như vậy cơ hạo nguyệt, Khương Giật Phi không phải là nhân tộc sao? Bàng bác hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nếu dựa theo ghi chép trong mấy bản sách cổ kia, ở thời quá khứ cổ xưa, thần tộc cũng là một chi của nhân tộc, chỉ có điều huyết thống quá mạnh mẽ, bọn họ tự nhận là cao quý, cực độ tự cao, cuối cùng tách ra, tự lập thành một tộc. Những người này xung đột cùng chư thần trong truyền thuyết, vì vậy thần tộc cũng không thừa nhận, cho tới bây giờ đều không chấp nhận cách nói này. Nhưng mà, trong nhân tộc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần thể cá biệt, nhưng luận về thể chất và thần huyết chảy trong thân thể thật sự rất gần với thần tộc bọn họ. Điều này chứng minh một ít vấn đề. Thần tộc tồn tại thực sự trên đời là một chủng tộc nghịch thiên, đại biểu cho vô địch và trí cường, là một loại huyết thống cực kỳ cường đại và hiếm thấy xưa nay. Từ trong nhân tộc tách ra ngoài, tự lập là một tộc, thần tộc này thật đúng là tự phụ và kiêu ngạo, nhưng lại quên tổ tông. Bàng bác căm giận nói. Chuyện này đã lâu lắm rồi, ngày nay có nói tiếp cũng không có gì ý nghĩa. Tôi thiếu ở các tộc khác xem ra, thần tộc hùng mạnh và cao quý, không có căn hệ gì với nhân tộc. Nhân tộc có lịch sử cổ xưa lâu dài, cũng không biết chân chính khởi nguyên từ địa phương nào, bất kể là bắt đầu hay là từ vi cổ tinh vực, tục truyền đều là cổ tổ của nhân loại đi xa, từ đó khai thác lập ra quê hương sinh mệnh tổ tinh của nhân tộc đến tột cùng ở phương nào, ngày nay ra sao, sớm đã không thể hiểu hết, một ít manh mối cùng bí tân dần dần mai một trong dòng chảy thời gian. Thần tộc trong quan tài đá hơi thở yếu ớt, nhưng hào quang trên người càng hừng hực, hắn lộ thần sắc kích động, gian nan lên tiếng cãi lại. Thần tộc là bộ tộc rực sáng nhất, không có quan hệ gì với nhân tộc. Hắn đã sắp tọa hóa, thân thể vô cùng suy yếu, Lúc này lại kích động như vậy, dùng hết khí lực hô lên, thân thể co rút một trận, mắt thấy đã không xong rồi. Trong xương chán diệt phàm một tiểu nhân màu vàng cất bước đi ra, muốn đi vào thức hải của người thần tộc này, tìm hiểu tin tức tường tận hơn. Nhưng mà, mi tâm của người thần tộc này rất nhanh nứt nẻ, phát ra hào quang hừng hực, lại sắp hóa đạo, sắp nổ tung. Hiển nhiên, hắn rất cương liệt, thà chết cũng không để cho người khác chạm đến trung tâm của tộc mình và lại lạc ấn của cường giả bộ tộc này lưu lại, lúc này được kích hoạt thủ hộ tiên thai, không cho ngoại tộc xâm nhập tìm hiểu bí mật của họ, nếu không sẽ tự hủy. Chúng ta từng thử qua, hắn tha rằng lập tức hóa đạo, cùng không để chúng ta nhìn xem. Lòng mã giải thích Tiểu nhân màu vàng lui về tiên thai của Diệp Phàm phụt chốc hắn mở mắt, bắn ra hai tia sáng sắc bén, vận chuyển bí quyết chữ giả lại chữa thương tiếp cho gã thần tộc, khôi phục căn nguyên khí của hắn ta cũng không muốn tìm hiểu thần tộc, cũng không muốn là địch, người nói cho ta biết tung tích của Diêu Quang, chuyện khác chúng ta không chạm đến. Nghe tới cái tên này, gã thần tộc lập tức nghiến răng nghiến lợi, đầu tóc bạc không gió mà bay tung, thần sắc tràn ngập hận ý dọa người. Diêu Quang ở 4 năm trước đã rời đi, hắn bị hại đã qua 4 năm. Ở thời điểm đó bọn họ đều là thánh nhân, nhưng căn nguyên của Diêu Quang lại khủng bố ngập trời, khiến cho gã thần tộc kiêu ngạo tự phụ này phải khiếp sợ khi hắn không triển lộ, thần hoàn thêm thân, như là thái dương thần chuyển thế, khí chất có khả năng so đấu cùng thần tộc ta. Chỉ khi nào ra tay, đó chính là một thần ma, như là thay đổi thành một người khác. Năm đó phát sinh mọi việc, khiến hắn đại hận, bị đánh gục như thế, đến nay nghĩ đến thân thể hắn đều không tiềm nổi phải căng thẳng, như là đang đối mặt với tên đại địch kia. Diệp Phàm cùng bằng bác nhìn thoáng qua nhau. Nhiều năm qua, Diêu Quang cẩn thận giấu mình, thật không hiểu rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu loại căn nguyên thể chất cường đại. Ngày nay, chỉ riêng một thần tộc này đã đủ để người khác kiêng kỵ, khẳng định đã giúp cho Diêu Quang thực lực tăng lên một mảng lớn, cường đại hơn rất nhiều. Độc nhân đại đế thật sự rất đáng sợ, nhưng lại khai sáng ra loại thiên công này, quả thực nghịch thiên. Đàm thanh nhân hắc hùng đều không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục. Ta đã nhìn thấy một đại địch quật khởi, tương lai tất phải có một trận chiến, thần tộc là mục tiêu của hắn, thường thiên bá huyết cùng chúng ta không hẳn không phải là đối tượng xuống tay của hắn. Bàng bác trầm giọng nói, lòng mã ngày thường hình gian dạng ác, không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này cùng lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng ngưng trọng, tương lai có thể sẽ có một trận huyết chiến sinh tử. Đàm thanh nhân thiên hạt, hoàng kim sư tử, hắc hùng đều sinh ra lo lắng trong lòng, loại thiên công này quá nghịch thiên mỗi lần cắn nuốt một loại căn nguyên sẽ càng ngày càng mạnh thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn ở trên tinh không cổ lộ này có anh kiệt đến từ các đại tinh vực đối với diêu quang mà nói đây quả thực chính là một cái tiên lộ tha thiết ước mơ mỗi một vị cường giả với hắn mà nói đều là một lò đại dược cứ tiếp tục như thế một đường huyết chiến như thế hắn sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn càng ngày càng khủng bố trở thành trí cường giả dù có mạnh mấy đi nữa có thể so sánh với độc nhân sao, cũng chỉ là một kẻ bắt trước mà thôi. Diệp Phàm nói, trong mắt rực sáng lên, phong thái tự tin, nói tiếp. Ta chờ hắn xuất hiện, nếu đã chiến, sẽ đánh chết hắn. Đây là một loại tín niệm vô địch, một loại phong tư tuyệt thế, lời lan thật sâu cho 12 thánh giả, vẻ lo lắng trong lòng bọn họ thoáng cái đều tiêu biến sạch. Đây cũng không phải lơ là sơ xuất, cũng không phải khinh địch, mà là một loại tín niệm có được một trái tim kiên quyết vô địch không sợ hết thảy gian nan đau khổ vượt thoát hết thảy tinh thần cùng thân thể tấn chức đến một loại trạng thái tốt nhất diều quang tự nhiên rất đáng sợ có thể cắn nuốt căn nguyên người khác làm lớn mạnh bản thân mình đồng thời còn có bất diệt thiên công của độc nhân đời thứ hai khai sáng ra loại tiên kinh này tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện trên thế gian nhất định sẽ vang dội của kim người thần tộc nằm trong quan tài đá đầu tóc trắng xóa Bằng bác hỏi hắn bao nhiêu tuổi, nếu là tình huống bình thường mà nói, vẻ bên ngoài chân thật của hắn khẳng định sẽ không già lão như vậy. Với thọ mệnh của tu sĩ để tính, ta, còn rất trẻ, chỉ có hơn 100 tuổi. Hắn tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tiếc nuối. Đây là một gã thần tộc tự phụ đi ra ngoài lịch lâm, chuyên tìm đến cổ tinh bị đại đạo áp chế để rèn luyện bản thân mình, gần như trước sau cùng diêu quang buông xuống sinh mệnh cổ địa này, rồi hai người nổi lên xung đột. Diêu Quang lưu lại cho ngươi một mạng, thật có tâm địa từ bi như vậy sao? Bằng bác biết bản tính Diêu Quang kia, không động thì thôi, hệ động thì tất nhiên như lôi đình vạn quân, một kích phải chết. Hắn bị một vị tiền bối dọa sợ quá chạy mất. Gã thần tộc này ảm đạm, mặc dù lưu lại một mạng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, cuộc đời hắn gần như viết lên một dấu chấm hết. Ở cổ tinh này còn có tu sĩ cường đại khác sao? Lòng má không tin, Cổ tinh này cũng không lớn, chỉ là một viên tiểu hành tinh, không thích hợp tu đạo. Từ khi hạ xuống đây cũng không hề cảm ứng được trí cường giả nào. Đúng vậy, hắn chỉ quát nhẹ một tiếng, giống như tiếng hoàng trung đại lữ nổ vang, chấn cho nhân thần hồn đều thiếu chút nữa tan mất. Người thần tộc này thất thần tự nói, càng ngày càng suy yếu. Hình dạng hắn thế nào? Diệp Phạm hỏi. Thoạt nhìn thực bình thường, cầm trong tay một cây đao trẻ quỷ. Người thần tộc này còn chưa nói xong, Diệp Phàm lập tức biến sắc, quay đầu nhìn lại hướng thôn xóm kia, lão nhân đã không còn thấy tung tích. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, xé rách hư không, lập tức hiện ra ở đầu thôn, không thấy đống củi như ngọn núi nhỏ kia, bóng dáng lão nhân biến mất, hết thảy vẫn như cũ thực rõ ràng chân thật. Có gì vậy? Đám bằng bác đuổi theo, khó hiểu nhìn hắn hỏi. Trước khi các ngươi tới, ta từng nhìn thấy một lão nhân ở chỗ này trẻ củi. Diệp Phạm nói. Ngoài ruộng mấy con trâu xanh gặm cỏ, mục đồng thổi sáo, thản nhiên tự đắc, bờ sông vài nữ nhân đang giặt áo, truyền đến từng tràng tiếng cười đùa, dưới ruộng các lão nông đang cuốc đất. Hết thầy đều thực tường hòa và yên tĩnh, không có mảy may thay đổi, chỉ là thiếu lão nhân trẻ quỷ kia. Diệp Phàm tới hỏi thăm, mấy người kia nghe đều lắc đầu, trong thôn chưa từng có một người như vậy, cũng không có người nào nhìn thấy qua. Hắn cảm thấy thực giống như thấy quỷ, mới vừa rồi rõ ràng còn nói chuyện với lão nhân kia một lát, như thế nào mới đó đã không thấy tâm hơi, như là một cảnh tượng huyền ảo. Người trẻ tuổi, người tin tưởng thật sự gặp một lão nhân như vậy à? Một lão nhân có vẻ lớn tuổi nhất trong thôn bập bập tàu thuốc đi tới, nhìn hắn có chút hoài nghi. Địch sát như thế, lão trượng có thể chỉ giáo. Diệp phàm thực khách giáo hỏi, đối mặt với người phàm không hiện thần thông, hắn vẫn luôn giữ lệ tiết vốn có. Người này như người nói, ta từng thấy qua. Lão nhân nói. Hắn, ở đâu? Diệp Phàm hỏi tới. Đó cũng không phải một người sống. Lão nhân nhìn về phía hắn với ánh mắt càng thêm hoài nghi, ý tứ thực rõ ràng, người đó không có khả năng xuất hiện ở trong thôn. Diệp Phàm lập tức ngẩn ra, đám bằng bác, lòng mã cũng đều ngẩn người. Ban ngày thấy ma hay sao, điều này dường như không phù hợp lẽ thường. Người nói người kia, chính là hình khắc trên vách đá mà thôi, ngay trên núi phía tây kia. Lão nhân dùng cây quải trượng chỉ phía trước, ngay chỗ mặt trời lặn, cách nơi này không tính quá xa. Bọn họ rời thôn, rồi khi quay lại, người thần tộc dĩ nhiên đã đoạn tuyệt khí cơ, trung quy là tọa hóa, vườn hào quang trên người mất đi, trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Đám người long mã thi triển đại pháp, khiến cỗ quan tài đá trở lại động phủ cổ, phong ấn ở bên trong, coi như là an táng hắn ngọn núi phía tây thôn kia cách cùng không xa lắm, cũng không cao, càng đừng nói tới hùng vĩ. Nơi này có dại mọc thành bụi, bụi gai trải rộng, không có chỗ gì thần kỳ. Ở giữa sườn núi, nơi đó có một vách đá, phía trên có khắc một ít hình cổ xưa, thời gian không biết bao nhiêu năm, dấu vết mơ hồ, và lại còn mọc đầy rong rêu. Diệp Phàm cẩn thận lau sạch sẽ, quan sát cẩn thận, đột nhiên thần sắc biến đổi, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Là người khác trên đá A. Bàng bác khẩn trương hỏi. Diệp Phàm gật đầu, điều này vượt qua lời thường, khiến hắn không thể tưởng tượng, lão nhân từng nói chuyện với hắn lại là hình khắc trên vách đá. Trải qua năm tháng làm cho bức hình này loang lổ lờ mờ, theo vết khắc tối thiếu là mấy vạn năm trước. Đây là chuyện gì xảy ra, một bức hình mà thôi, lại có thể hiển hóa ra, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ. Nếu tồn tại này là thật, thì đạo hạnh của người này phải cao thâm đến cỡ nào. Điều này không phù hợp đạo lý mà, đây là cái gì? Một bức hình cổ khắc trên vách đá mà thôi, cái này cũng phải hơn một vạn năm, sao có thể hiển hóa ra một người chân thật được? Bàng bác lấy tay sờ soạn. Đều không phải là chỉ có một bức hình, mà là liên tiếp tám chín hình, có bức đang trẻ củi, có hình cho ngựa ăn, rất đơn giản và giản dị, mới nhìn đều biết không có quan hệ gì với tu luyện. Nhưng mà, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Diệp phàm sao có thể bỏ qua, nơi này tuyệt đối không phải là tầm thường khẳng định có ẩn chứa bí mật phi phàm. Lão nhân trẻ tuổi kia rốt cuộc là dạng nhân vật gì, nơi này đã qua bao nhiêu vạn năm, còn có thể hiển hóa ra. Bắt đầu từ bức hình thứ năm mới trở nên không bình thường, có chút đặc biệt, lão nhân ngồi trên một con chân long bay lên trời mà đi. Cái này có ý nghĩa gì? Bàng bác khó hiểu hỏi. Lào sạch xong rêu trên vách đá. Bức hình thứ 6 lờ mờ có thể thấy được, không ngờ là một cỗ quan tài, là cỗ quan tài chín lớp từ thời đại thần thoại. Diệp Phàm vừa động trong lòng, lòng bàn tay chợt lóe sáng hiện ra một cỗ quan tài đá bằng cỡ bàn tay, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại có một loại khí tức tang thương muôn đời. Năm đó ở trong Trung Châu Tổ Miếu, đoàn người Diệp Phàm ở trên tế đàn cổ phát hiện cỗ quan tài này theo đoạn đức phỏng đoán, là quan tài vô thượng thời đại thần thoại táng trên chín tầng trời. Tề La từng yêu cầu hắn trục xuất vào tinh không, miễn cho tương lai có đại họa, nhưng Diệp Phàm vẫn giữ ở bên người, không ném đi. Lúc này hắn lấy ra định đối chiếu với bức hình khắc trên vách đá. Đúng lúc này, trên vách đá không ngờ lại xuất hiện từng đợt từng đợt quang văn, giống như gận nước lan dần ra phía ngoài. Cái này, mấy người đều ngây dại, vô cùng khiếp sợ quan tài vô thượng chín lớp trên chín tầng trời thuộc thời đại thần thoại, không ngờ lại sinh ra phản ứng cùng bức hình cổ trên vách đá, điều này quả thật cực kỳ dọa người. Một lát sau hết thầy đều bình tĩnh lại, hiện tượng khác thường biến mất, nơi đây quay về yên tĩnh. Bọn họ lau sạch xong rêu, còn thật sự cẩn thận quan sát bức hình thứ bảy, càng thần bí hơn, lại là một thanh đao. Tuy rằng mơ hồ nhưng khi nhìn chăm chú vào nó lại lộ ra một loại sát khí tuyệt thế bằng bác phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau, lòng mã ngay mi tâm vỡ ra, liên tiếp thối lui ra ngoài bảy tám bước. Không được tập trung tinh thần chăm chú nhìn thanh đao này. Diệp Phàm rúng động, hắn chỉ nhìn thoáng liền nhận ra, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nó thuộc về bất tử thiên hoàng. Ở thời điểm hắn độ kiếp, thời khắc cuối cùng chân thân bất tử thiên hoàng hiện ra, một đao hừng hực kia tự động ra khỏi vò, bổ thẳng xuống hắn, so với cái gì đều đáng sợ, gần như sắp bổ nát cái đỉnh của hắn. Người tin chắc là hình của bất tử thiên đao à. Đám bằng bác đều hoảng sợ, chỉ là một bức hình khắc trên vách đá mà thôi, đã có thể đả thương người, thanh đao này phải mạnh tới mức nào. Cuối cùng làm cho bọn họ giật mình là, ở phía dưới thanh đao có một quả trứng đá mơ hồ không rõ, thanh đao này buông xuống từng đợt từng đợt khí cơ đều bị nó hấp thu đây là có ý gì là nơi trôn giấu bất tử thiên đào sao long mã khiếp sợ khó hiểu nói mau nhìn bức hình thứ tám không ngờ là chín con rồng kéo quan tài bằng bác cả kinh kêu lên tràn ngập rung động chín con rồng kéo một cỗ quan tài đồng thau không biết điểm đầu không biết điểm cuối trôi nổi trong vũ trụ qua vô tận năm tháng về hướng phương xa không ai biết nó chứa quá nhiều bí mật từ xưa đến nay cũng không ai có thể phá vỡ lớp sương mù công bố lai lịch của nó. Ngày này nhưng trên Tây Sơn này lại nhìn thấy vết khắc của nó trên vách đá, hỏi sao không khiến mọi người khiếp sợ, quá mức bất ngờ, vì sao lại có người khắc vào vào đây. Lấy tay lau sạch xong rêu chỗ hình khắc, phủ sạch chất bẩn liền lộ ra vết khắc cổ loang lổ, chín con chân long vắt ngang, cứng cáp hữu lực, như là muốn xuyên thấu vách đá mà ra, bay lên trời rời đi. Ở phía sau chúng nó, dây xích sắt lạnh như băng nối với một cỗ quan tài đồng thau cực lớn, khủng vĩ đây là ai khắc ra, nơi này có bí mật gì? bằng bác cảm xúc giao động kịch liệt. bọn họ sở dĩ đi vào bến bờ tinh không này, bước trên con đường tu luyện, hết thảy đều bởi vì chín con rồng kéo quan tài mang bọn họ tới thế giới tu luyện kỳ quái, mình mong báo la hùng vĩ này không hề nghi ngờ, chín con rồng kéo quan tài có đại bí mật kinh thế, trường tồn từ xưa, trôi nổi trong vũ trụ mà không bị hủy hoại, tàng cái gì trong đó còn phải đợi người đời sau đi thăm dò. Nơi này thực đặc biệt, vì sao có khắc hình của nó, Diệp Phàm để cho thể xác và tinh thần yên tĩnh, mặc tụng mấy trăm cổ tự, đúng là thu được từ cổ quan tài cổ này. Ồ, đã xảy ra biến hóa, có quang văn lưu động. Hắc hùng thánh nhân cả kinh kêu lên. Khi Diệp Phàm mặc tụng kinh văn trong quan tài đồng thau, chỗ vách đá tàn phát ra từng đạo sóng gợn, như nước trong hồ gợn sóng, từng sóng từng sóng lan tràn ra. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, giống y như lúc đặt cỗ quan tài chín lớp bằng bàn tay kia lên vách đá để so sánh, cũng sinh ra biến hóa đồng dạng, có vầng hào quang nhấp nhô như gận sóng lan tràn. Nhích động rồi, chín con rồng bay lên, kéo theo cỗ quan tài vọt lên bầu trời. Thiên Hạt Thánh Nhân lộ vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt sáng lạn, nhìn một màn này. Ở trên vách đá, chín con rồng kéo quan tài thực sự nhích đông bay lên trời cao, thậm chí trong mơ hồ còn truyền đến tiếng u u vang động phong lôi mãnh liệt khí thế bức người không đúng chính là hình khắc trên vách đá đang biến hóa cũng không phải nó thật sự nhích động diệp phàm mở thiên nhãn phát hiện là một ít nét khắc trên đá mơ hồ như đang hiển hóa ánh vào mắt cảm giác như là nó đang nhích động đây là một loại đạo ngân dùng giả đánh cháo ngay cả thánh nhân đều bị lừa gạt thực khiến mọi người kinh sợ cảm thấy vách đá này càng cao thâm bí hiểm sau một lúc lâu sóng gợn biến mất mặc cho Diệp Phàm tụng kinh, trên vách đá cũng không còn phát sinh dị thường nữa. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại là hình khắc tự nhiên phong cách cổ xưa trên vách đá. Lúc này, bằng bác sớm đã lau sạch xong rêu trên bức hình khắc thứ 9, lộ ra một khoảnh lỗ chỗ, dấu vết dọc ngang đan chéo cả ngàn đường. Bị hủy rồi, bức hình cuối cùng này là cái gì? Bằng bác lẩm bẩm, hắn cảm thấy nhất định là trọng yếu, thần bí hơn mới đúng, không nghĩ tới bị phá hủy không còn lại gì. Lòng mã tiến lên dùng sức khắc lên trên vách đá, muốn lưu lại dấu tích, nhưng lại phát hiện không nhúc nhích mảy may nào. Vách đá này thật cứng rắn như cây trụ chống trời, đừng nói là phá hủy, dù là chém lấy xuống một hạt cát cũng không được. Chỉ có một hình khắc cuối cùng không hiện ra, làm cho mọi người nuối tiếc, trong lòng kinh ngạc khó hiểu, cuối cùng cảm thấy dường như đã để vuột mất một đại bí trọng yêu gì đó. Bốn bức hình cuối, bức nào bức đó đều kinh người, các ngươi nói xem trong đó ẩn chứa áo nghĩa gì thế trước một bức là chín con rồng kéo quan tài bức hình thứ chín chẳng lẽ là đại bí mật thành tiên sao bằng bác lấy tay sờ sờ trên vết lộ chỗ chân tướng sớm đã bị xóa đi để ta thử xem diệp phàm lộ thần sắc ngưng trọng hắn rất coi trọng chín bức hình khác trên vách đá rất muốn biết đến tột cùng là gì hắn ngồi xếp bằng ở trước vách đá toàn thân phát sáng vận chuyển một loại bí thuật ở trên địa cầu hắn từng thu được một quyển phệ đại kinh bên trong có rượu thuật có thể ngược dòng ngọn nguồn tái hiện chân tướng lịch sử. Sương chán hắn phát sáng, sáng lòng lành giống như một mặt kính, bắn ra một đạo hào quang hừng hực, dừng trên viết phá hủy trên bức hình khắc thứ 9, nơi này lập tức chấn động mãnh liệt. Thiên đạo nổ vang, phong lôi mãnh liệt, mơ hồ có tiếng quỷ khóc thần gào, thiên địa lập tức tối sầm xuống, có từng cỗ từng cỗ hư ảnh thi thể thần ma hiện lên. Bọn họ hoảng hốt, Bức hình này rút cuộc ẩn chứa bí mật gì mà lại làm cho thiên địa đều biến sắc, sinh ra dị tượng kinh người như vậy, thật sự là làm cho mọi người chấn động khiếp sợ. Diệp phàm đầy đầu đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân huyết khí màu vàng đều nhanh chóng ảm đạm đi, tiêu hao thật sự quá lớn. Nhưng cũng không thể phá vỡ lớp sương mù, từng cỗ hư ảnh thần ma kia chấn động, tiếng quỷ khóc thần gào càng thêm rõ ràng, gần như sắp tới gần, muốn ép xuống trên người hắn. Đã đạo chấn động, càng khôn u u, như là có bí mật của quỷ thần có cơ hội thành tiên giấu trong một bức tàn đồ khiến mọi người phát lạnh toàn thân run rẩy cuối cùng diệp phàm thất bại toát ra một thân mồ hôi lạnh vận chuyển cổ thuật trong phệ đã kinh lần đầu tiên cố hết sức như vậy mà lại không thu hoạch được gì hắn có một loại cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy chính mình hơn phân nửa sẽ gặp phải bất chắc đây là lực lượng gì vậy bằng bác lòng mã hắc hùng tất cả đều chấn động mạnh trên mặt đầy vẻ sợ hãi Diệp Phàm bình tĩnh lại, thu hồi diệu thuật, hào quang thu liễm đi, các loại dị tượng trong thiên địa cùng dần dần biến mất, thi thể thần ma, tiếng quỷ khóc thần gào hết thảy đều tiêu tan. Thiên địa trở lại thanh tĩnh, cảnh tượng đáng sợ ảm đạm, tán loạn, giống như cùng không hề phát sinh điều gì, Tây Sơn vẫn như cũ không khác lúc ban đầu. Ta nghĩ đây tôi thiếu là một vị chuẩn đế xóa đi, bằng không quyết không có khả năng như thế, qua năm tháng dài lâu như vậy, còn làm ta cảm thấy áp lực. Diệp Phàm thậm chí cho rằng, lực lượng quỷ dị phát ra phá hủy bức hình khắc đá thứ 9 có một thần uy kinh người, dị tượng vừa rồi không hẳn không có dao động của nó. Năm bức hình khắc phía trước là thuộc về lão nhân kia, trẻ quỷ, cho ngựa ăn, cuối cùng cưỡi rồng mà đi, biến mất không thấy. Bốn bức sau không phải là một chuyện xưa, không có quan hệ với lão, mà dường như chỉ được phụ thêm. Là lão nhân này lưu lại sao? Thân phận lão là gì? Bốn bức hình trước là một phần chuyện cũ của lão ư? vậy bốn bức hình sau có ý nghĩa gì? Mấy người bàn luận, trọng điểm chú ý là mấy bức hình phía sau, nhưng không có đưa ra một kết quả nào. Trong đó, bức thứ sáu là cỗ quan tài chín lớp thời đại thần thoại, bức thứ bảy là bất tử thiên đao và một quả trứng đá, bức thứ tám là chín con rồng kéo quan tài, bức thứ 9 đã bị xóa đi. Mấy bức hình trên vách đá xuất hiện hai cỗ quan tài mà hai cái hoàn toàn khác nhau, hẳn không phải mai táng một người. Dựa theo lẽ thường mà nói, bốn bức hình phía sau là độc lập, không có liên quan với nhau. Đúng lúc này, bọn họ gần như đồng thời tâm sinh cảm ứng, tiền thai dung chuyển, sương chán sáng rực chiếu dọi lên trên vách đá, mặt trên liền xuất hiện từng hàng chữ nhỏ là thần văn thái cổ. Lòng có mấy phận phiền muộn, thần đã đến cuối đời, biết rõ tiên lộ vô căn cứ, cũng chỉ có thể liều mạng sống vào. Đoạn văn này nói ra một loại không cam lòng, đồng thời cũng chứng tỏ người này thật cao thâm khó lường, tôi thiếu cùng là một vị chuẩn đế bằng không sao có thể nói như vậy vạch đá phát sáng hiện lên từng hàng hàng cổ tự ghi lại một ít chuyện cũ quả nhiên là lão nhân trẻ củi kia lưu lại cuối cùng cỡi rồng rời đi chỉ có thể liều mạng đi tới phía trước bốn bức hình sau đều không phải là giả đều là những thứ lão tận mắt nhìn thấy lão nói là đại bí mật kinh thiên vì vậy để lại hình ảnh gợi ý cho hậu nhân nhưng cũng không có nói rõ nhưng trong đó không thiếu ý cảnh cáo Diệp tử, tốt hơn là ném cái quan tài đá trong tay ngươi đi, táng trong tinh không đi, bằng không ta luôn cảm thấy thứ đó không quá thích hợp, mang trên người sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bằng bạc nói, Diệp Phàm suy nghĩ một lát, chỉ về hướng vách đá, phía dưới cùng nơi đó còn có một cầu cuối, đúng là chú thích, bốn bức hình sau này đều là nhìn thấy trên tiên lộ. Về thứ tự mấy bức hình này, là y theo thời gian lão nhân nhìn thấy trước sau mà định ra, bản thân nó cũng không có nghĩa gì cũng có nhắc tới một bức hình cuối cùng có lẽ không nên xuất hiện trên đời, lão do dự mãi, đến cuối cùng mới xóa đi. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, quan tài đá, bất tử thiên đao, chín con rồng kéo quan tài đều ở trên tiên lộ, có vài thứ đã cùng xuất hiện với chúng. Điều này dường như có điểm không quá thích hợp. Bằng bác nhìn chằm chằm thanh bất tử thiên đao, cảm nhận được sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, như là muốn bổ xuống vạn vực trừ thiên, xuyên thấu qua vách đá ấp vào mặt hắn làm cho cơ thể hắn sắp nứt ra. Thành thiên đao này danh chấn cổ kim, còn quả trứng kia là chuyện gì xảy ra, bất tử thiên hoàng để lại cái gì đó chuẩn bị về sau hay sao? Diệp phàm chém thiên hoàng tử, ngày nay dưới thanh đao này còn có một quả trứng, quả thực làm cho mọi người cảm thấy rất quỷ dị, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Có một truyền thuyết, nói bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng đến trái đất, mặc dù không biết hư thực, hơn phân nửa cũng có ẩn tình và bí tân gì đó. Quả trứng này là niết bàn của chính hắn hay là một người khác? Bằng bác nói ra một suy đoán đáng sợ như vậy. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau, nếu ngay cả lão nhân cầm trong tay đao trẻ quỷ này mà ngày xưa còn kính sợ không dám đến gần như thế, đủ biết thanh đao cùng quả trứng này có vấn đề lớn. Cuối cùng mấy bức hình này đều độc lập, không có liên hệ gì với nhau, nhưng mỗi hình đều kinh người, khiến mọi người sinh uy kỳ. Ở kế tiếp mấy năm bọn họ dừng lại trên cổ tinh này tiến hành tu luyện dưới áp chế của đạo họ mài rũa rèn luyện bản thân cả khu vách đá trở thành đàn tràng của họ lúc nào cũng thôi diễn yên lặng quan sát nghiên cứu diệp phàm sau khi xem năm bức hình phía trước bắt đầu không dùng tới pháp lực lựa chọn tự rời đi cuối cùng có một ngày thế giới này đều sẽ không còn tồn tại nữa tất cả đạo đều là hư ảo duy chỉ còn lại tâm hồn ta thân ta là chân thật nhất hắn không cần dùng pháp lực không cần đạo tóc đi bộ khổ hạnh ở thế gian này diệp phàm đi lại trên viên tinh tú này trẻ củi cho ngựa ăn từng ở trong một cổ thành làm chức quan nhỏ có khi ra biên cương làm chiến tướng còn từng cùng một đám người đọc sách du lịch khắp danh lam thắng cảnh bốn năm sau hắn trở về trải qua nhiều dặm hồng trần làm đủ việc của thiên hạ mặc dù chưa nói tới hiểu được nhưng cũng có lắng động và thu hoạch đạo của ta những năm gần đây, hắn vẫn luôn nghĩ tới con đường tu luyện kế tiếp, khai sáng ra kinh nghĩa của chính mình, ngày nay suy nghĩ dần dần đạt tới chín muồi. Vào một ngày này, trên vách đá Tây Sơn sáng lấp lánh, đám người diệp phàm, bằng bác, lòng mã, hạc hùng, đều ngồi xuống, cộng minh kinh nghĩa phát ra tiếng u u kỳ dị vang động. Ngay cả đại đạo thiên địa đều không áp chế được, hiển nhiên trong thời gian 4 năm qua bọn họ đều có tiến bộ, có thành tựu bất phàm, lúc này sẽ mở ra giam cầm thiên địa làm cho đạo âm ở nơi này u u kêu vang. Ồ, trên vách đá lại xuất hiện cổ tự. Thiên hạt thánh giả cả kinh kêu lên. Trên vách đá, dòng rêu đã lau sạch, lúc này chịu đạo quang làm dịu, trong sáng như ngọc thai, một hàng thần văn thái cổ hiện lên. Vẫn như cũ là của lão nhân lưu lại, nói ra một loại phỏng đoán, cổ quan tài trí lớp ở thời đại thần thoại rơi xuống nhân gian, có lẽ là vì một nguyên nhân nào đó, tự chủ buông xuống trần thế muốn đi theo con đường tắt nào đó đi tới trước. Hơn nữa, lão nhân còn khắc ra một bức đồ hình cổ, là một mảnh lại một mảnh tinh vực cổ xưa, có ghi chú tọa độ là con đường lão từng đi qua, từng ở trên con đường này nhìn thấy hết thảy, bất từ thiên đao, nhìn thấy quả trứng thần, thấy các quan tài của chư thần cổ cùng với bức hình thứ 9 đã bị xóa kia. Đi, chúng ta đi nhìn thử xem, đến tột cùng có cái gì. Bọn họ ra đi, lại bước vào tinh không quan tài chín lớp ở thời đại thần thoại rơi xuống nhân gian, tự chủ bay đi, sắp sửa dọc theo con đường tắt nào đó đi tới trước, đây quả là một suy đoán kinh người. Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh, cảm thấy có thể còn có các quan tài cổ thần thoại khác ở trên đường phía trước, mà không chỉ một hai cỗ từ trên chín tầng trời rơi xuống trái đất. Hắn nghĩ tới hư không đại đế, quan tài đó cùng là quan tài đá, hẳn là quan tài chín lớp ở thời đại thần thoại hư không đại đế thu được, rồi nhập chủ ở bên trong, táng vào trong vũ trụ u tối. Diệp Phàm từng ở trong một tinh vực cổ xưa nhìn thấy qua, lẩm bẩm. Chẳng lẽ, truy tìm dọc theo con đường này là có thể lại nhìn thấy hư không đại đế? Quan tài chín lớp ở thời đại thần thoại đã đổi chủ, nhưng có lẽ còn có thể dọc theo quy tích đặc biệt đi tới trước, vẫn lại đi lên con đường trước kia, cô độc đi xa, đi tới mục đích. Đại đế cổ đã chết đi, chư thần trên chín tầng trời cũng diệt vong, chữ phút lâm chung không cam lòng, muốn tranh nhau vượt qua bể khổ trần thế này, tới bờ đối diện, nhìn thấy trưởng sinh. Bốn phương trên dưới viết phù, từ xưa đến nay viết trụ, vũ trụ mờ mịt khôn cùng, không có cuối. Vũ trụ, có một số khu vực quần tinh rực rỡ, tinh hà sáng lạn, tràn ngập hào quang, mà có địa phương thì tối đen và lạnh như băng, bao la bắt ngát khôn cùng, tĩnh lặng như chết, không có cuối. Diệp phàm bọn họ ra đi hai tháng, sớm rời cổ tinh kia, đi tới trạm tiếp theo con đường này cùng với tinh vực trùng hợp cùng một phần với cổ lộ hoàng kim. Cả tinh vực này không thấy tinh tú, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, như là một khu hắc động lớn, cắn nuốt hết thảy vạn vật sinh linh, may mà bọn họ đạo hạnh tinh thâm, từ rất xa đã tránh đi. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vũ trụ lớn như vậy mà lão nhân kia cũng chỉ để lại một đồ hình cổ, cùng với một ít tọa độ tinh không, đó cùng chỉ là một vài khu vực đại khái. Dĩ nhiên bọn họ cùng không sông sáo loạn bậy, dọc theo đường đi này vẫn như cũ với tu luyện là chính, không vội không chậm, cùng từng nghi chân lại trong thánh thành trên cổ lộ nhân tộc, tìm hiểu chân tướng. Trên thực tế, từ trên con đường trong tinh vực này, bọn họ thật sự nghe biết không ít lời đồn có liên quan tới quan tài chín lớp của thời đại thần thoại, thậm chí có một ít truyền thuyết về chín con rồng kéo quan tài trong năm tháng vô tận tới nay không chỉ một vị thiên kiêu nhìn thấy qua quan tài của cổ thần cùng từng truy đuổi theo nhưng đều không giải quyết được gì không có người nào có thể thực sự mở ra quan tài quan tài băng qua trong vũ trụ táng trên một con đường cổ xưa mà thần bí rốt cuộc có bí mật gì có lẽ ở kỷ nguyên thật lâu sau này mới có thể công bố mấy người đế thiên thành thi tiên tử nhân vương tiến vào cổ lộ hoàng kim rồi những năm gần đây đạo hạnh của họ dần dần tinh tiến, còn từng gặp chiến đấu với cường giả các tộc khác trên cổ lộ, tất cả đều thắng. Chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ quả nhiên rất cao, dám đi lên cổ lộ Hoàng Kim sớm đã hoang phế, bị vứt bỏ nhiều năm, hơn nữa đều là cổ vực nguy hiểm nhất, quả thực bất phàm. Mọi người tán thưởng, đây là tin tức mấy người diệp phàm bọn họ nhận được ở trên đường, đáng người đế thiên khổ tu, những năm gần đây dùng cảm tiến tới, một đường huyết chiến đều đánh thắng các tộc khác đi tới trên cổ lộ. Ta từng nghe nói, trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch biết xỉ nhục rồi sau đó dùng cảm đã tiến vào cổ lộ thời đại thần thoại, đến nay đã chinh chiến gần 10 năm. Bá Vương, đại ma thần đối với chính mình còn tàn khốc hơn, từ rất nhiều năm trước đã đi lên cổ lộ, mà ở vô tận năm tháng trước kia những đoạn đường đó đã bị nhận định là hung lộ. À, thì ra là thế, con đường chúng ta đi coi như là cổ lộ thần thoại bằng bác bọn họ sau khi nghe nói trong lòng chợt bừng tinh cổ lộ hoang phế phân tách từ thời kỳ thái cổ cùng với thời đại thần thoại đường trước có thể coi là cổ lộ hoàng kim đường sau có tên đơn giản là cổ lộ thần thoại đường này càng cổ xưa và đáng sợ hơn rất nhiều gian khổ khó khăn hơi có vô ý sẽ ngả xuống cổ lộ như vậy có dị thú vũ trụ thường lui tới còn có các chủng tộc kỳ bí thăm dò tuy rằng rất thưa thớt hiếm thấy như lông phượng và sừng lân nhưng mỗi một còn đều cực độ cường đại, khiến thánh vương đều phải sợ run. Các sinh linh này trực tiếp sinh ra trong hư không u ẩn, hàng năm đi lại trong tinh vực cổ, vô cùng cường đại, một khi gặp phải nhất định chính là đại họa. Nửa tháng sau, đám diệp phàm bọn họ xuất hiện trong một mảnh tinh vực cổ xưa là dựa theo tọa độ của lão nhân mà đến. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen thật lớn, che lấp cả ánh sáng tinh tú trên tinh không. Một con cổ thú, siêu cấp cường đại hình thể sánh được với một tinh tú nhỏ. Thánh giả hắc hùng cả kinh kêu lên. Đây là một con dị thú, toàn thân bọc trong lớp vầy màu xanh lấp lánh, như là nước thép luyện chế thành, sang bóng lãnh nhiệt, tràn ngập một loại lực lượng cường đại, đang từ xa tiến gần tới. Diệp Phàm là người đầu tiên cất bước tới phía trước, chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu. Ngộ đạo cùng huyết chiến cùng tồn tại, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, hắn cần có những trận đại chiến như vậy. Không đúng, nó đã chết rồi. Khi bóng đen thật lớn tới gần, trên lớp vầy màu xanh kia vẫn còn sáng bóng, chỉ có điều ngay đỉnh đầu giữ tận kia lại có một lỗ máu thật lớn, máu tươi đã sớm đóng băng. Không ngờ là bị một lóng tay của người đánh chết, đó là một cái lỗ ngón tay, vô cùng thô to, có thể so với một cái hố thiên nhiên, xuyên thấu qua xương chán của nó, máu tươi đã đông lại từ lâu. Diệp phàm bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cổ thú lớn như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nó vô cùng khổng lồ, so với vẫn thạch bình thường còn lớn hơn gấp nhiều lần. Lớp phẩy xanh cứng rắn lạnh như băng, lấp lạnh ánh sáng lạnh, thân thể của nó giống như một con thiên cầu, nhưng đỉnh đầu lại mọc một đuôi sừng rồng, phẩy xanh dày đặc, diện mạo dữ tận dọa khiếp tâm hồn người. Đây là hậu duệ của một con thôn thiên thú, không thể tưởng được thật sự có loại sinh linh này, hình thể thật lớn siêu cấp, vũ trụ thật đúng là không thiếu điều kỳ lạ mà. Diệp Phạm ngạc nhiên thán phục nói. Hắn từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua ghi chép về loại cổ thú này, thôn thiên thú chân chính vô cùng khổng lồ, quả thực giống như một mảng tinh vân, có thể nuốt thiên nạp địa, tự nhiên cũng khủng bố tuyệt thế. Tuy nhiên, tục truyền vô tận năm tháng trước sau một trận thần chiến qua đi, thôn thiên thú gần như đã bị diệt vong, ngày nay chỉ có cá biệt hậu duệ huyết mạch không tinh khiết. Còn cự thú này cũng coi như rất cường dại, đạt tới cảnh giới thanh thú vương, nhưng lại bị người giết chết gọn gàng lưu loát hoàn toàn không thể chống cự mảy may nào lỗ thủng trên trán nó thực khiến người ta kinh sợ như là từng có một người khổng lồ thông thiên dùng một ngón tay tạo thành một kết quả đáng sợ như vậy người có thể làm được vậy không một ngón tay lấy mạng nó lòng má hỏi diệp phàm nó không cần câu trả lời chỉ là còn thật sự nhìn lại xem bằng bác bước lên trên thi thể khổng lồ nhìn thân cổ thú lạnh như băng cùng với lỗ máu nơi chán nói khó lắm, muốn một ngón tay lấy mạng nó, thật sự rất khó. Đây cũng không phải là thanh thú vương bình thường, khẳng định nó vô cùng cường đại. Hiển nhiên là người kia ở trên hư không cách rất xa, điểm ra một ngón tay giết chết nó. Loại cổ thú này quý báu nhất chính là thôn thiên châu trong đầu nó, rõ ràng không chỉ bị người điểm một ngón tay đánh chết, còn bị lấy đi thần châu. Cả khối thi thể khổng lồ vì mất đi tinh hạch mà đang tan ra cùng loại với hóa đạo gần như phế bỏ. Là thần tộc làm. Bằng bác đứng trước lỗ thủng quan sát thật lâu sau, cho ra một cái kết luận như vậy. Bởi vì kia nơi miệng vết thương có lưu lại từng tia từng đợt thần huy, rất giống với khí cơ của gã thần tộc tọa hóa nhìn thấy 4 năm trước. Thần tộc, trong cơ thể có chảy xuôi thần huyết, đại biểu một trong chủng tộc mạnh nhất, được xưng là cao quý và vô địch, cường đại tuyệt đối, nhiều năm qua gần như không thể nhìn thấy. Chỉ trong 4 năm, Diệp phàm bọn họ phát hiện hai người thần tộc, coi như là một cái dị số, tôi thiếu mấy vạn năm qua bọn họ rất an bình, hiếm thấy xuất thế. Tại chỗ giao tiếp giữa cổ lộ Hoàng Kim và cổ lộ thần thoại này đã xuất hiện dấu hiệu báo trước mối nguy hiểm, thần tộc biến mất đã lâu, nay xuất hiện, điều này nhất định là một đại sự. Nửa tháng sau, một tin tức truyền khắp các thánh thành trên cổ lộ nhân tộc, thần tộc tái hiện, đến cổ lộ thần thoại săn bắn, điều này dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn nhưng mà sự tình cùng không qua bao lâu trên cổ lộ thần thoại và cổ lộ hoàng kim lại truyền ra tin tức còn có một ít chủng tộc cường đại khác cùng lộ ra hành tung mà làm cho người ta khiếp sợ nhất là đế thiên nhân vương đã xảy ra một lần đại chiến thảm thiết cùng thí luyện giả của chủng tộc khác tuy rằng đã đánh chết những người đó nhưng cường đại như đế thiên đều bị thương Thiền kiêu dị tộc là mấy trí tôn trẻ tuổi của các chủng tộc cường thế, không ngờ cũng xuất hiện ở khu vực này, nhất định là đã phát sinh ra thứ gì đó, bằng không đâu có dẫn tới cường già trẻ tuổi bực này. Tinh lộ chấn động, làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Thần tộc xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, còn có kỳ tái ngút trời của các chủng tộc khác chạy tới đây chiến đấu trên cổ lộ thần thoại của nhân tộc, khẳng định là phát hiện và đang truy tìm cái gì. Rút cục, có hộ đạo giả nhân tộc nhận được tin mật báo từ chủng tộc khác nơi đó biết được cổ lộ thần thoại xuất hiện quan tài chín lớp từng bị mấy đại cường tộc nhìn thấy. Điều này đương nhiên là một đại sự, những người đó chen chúc chạy đến là hướng về phía cổ quan tài thần linh táng trên chín tầng trời mà đến, muốn dò xét xem đến tột cùng là gì. Những ngày này trong thiên địa cái gì hấp dẫn người ta nhất, tự nhiên là trường sinh. Thật sự đến đúng chỗ rồi, tọa độ cổ lộ của lão nhân lưu lại có tác dụng, chỉ mới mấy tháng chúng ta đã có thu hoạch rồi. Bàng bác có chút không tin nói. May mắn mà thôi. Diệp Phàm cho mày nói. Hắn hoài nghi có thể là quan tài của hư không đại đế xuất hiện ở tinh vực này, không biết huynh muội cơ gia có một đường đuổi theo vào cổ lộ thần thoại hay không. Đây khẳng định là một vùng cấm nguy hiểm siêu cấp, lúc này chuyện phát sinh cùng còn gần cổ lộ Hoàng Kim, còn không tính là tinh vực cổ lộ thần thoại chân chính, có lẽ hơn phân nửa sẽ phát sinh sự kiện khủng bố. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm dựa theo một ít manh mối biết được luôn tìm kiếm, nhưng Thủy Trung cũng không có truy tìm được hai huynh muội này, không biết lần này có tin tức gì hay không. Tin tức động trời đây, trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch liều mạng huyết chiến trên cổ lộ, một người độc sát ba trí cường già trẻ tuổi của ngoại tộc, danh chấn cổ lộ thần thoại. Một ngày này, lại truyền đến tin tức kinh người, nhân vật tuyệt đại của nhân tộc liên tiếp truyền tới tin chiến thắng, làm cho mọi người rất phấn chấn bởi vì sớm muộn gì phải có một ngày, nhân hùng các tộc sẽ tiến vào một cổ đạo duy nhất cuối cùng, tiến hành trận quyết đấu trung cực, tranh phong, đầy dĩ nhiên xem như một loại diễn thử. Không đúng, như thế nào người đến cổ lộ thần thoại càng ngày càng nhiều, không chỉ có thí luyện giả, mà còn có một số cổ thú cường đại, không có khả năng đều là vì quan tài trí lớp mà đến. Tới sau lại, người đến càng ngày càng nhiều, vượt qua dự đoán của mọi người, chiến đấu cùng càng ngày càng kịch liệt. Cho đến nửa tháng sau, một tin tức kinh người rốt cục lộ ra, hộ đạo giả các tộc đều bị kinh sợ, cổ lộ thần thoại xuất hiện đại cơ duyên, có một cây bất tử tiên dược chân chính. Cái gì, thời gian cách bao nhiêu vạn năm, rốt cục có một cây bất tử dược xuất thế sao, khó trách ngay cả thần tộc đều xuất động. Ngay cả một số người bế quan cả ngàn năm đều bị kinh động. Diệp Phàm, Bàng Bác, Lòng Mã, Hoàng Kim Sư Tử, tất cả đều giật mình, hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Khó trách cổ vực này càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi chuyện đều đuổi về cùng một mục đích. Là một loại bất tử dược gì? Đây là vấn đề rất nhiều người đều muốn biết. Mấy ngày sau, truyền đến tin tức xác thực là sinh mệnh cổ thụ, một cây bất tử thụ từng thuộc về đại đế cổ, có thể sống lại ra thịt xương cốt người. Muốn bước chân vào cổ lộ thần thoại, ít nhất cần thu thập 10 loại cổ huyết trí cường, tưới ở trên cửa phong ấn mới có thể mở ra đây là một bí tân diệp phàm bọn họ ở một chỗ cổ địa nghe được, làm cho đoàn người đều suy nghĩ xuất thần. Hóa ra mọi người đều chưa từng tiến vào cổ lộ thần thoại, vẫn như cũ ở trên cổ lộ Hoàng Kim. Hết thầy đều bởi vì thời gian quá lâu rồi, ở bên ngoài sớm đã xa lạ với những cổ lộ hoang phế này, căn bản không biết tình huống, lầm cho rằng nơi đây là cổ lộ thần thoại. Nếu không có một vị hộ đạo giả nhân tộc nói rõ mọi người vẫn như cũ còn hiểu lầm tất cả tu sĩ cũng đều mới đi được nửa đường, mà nơi này cách cổ lộ thần thoại còn xa. Mười loại cổ huyết trí cường, điều kiện này thật đúng là hà khóc. Long mã cam hận nói. Không cần nôn nóng, Diệp Tử tự mình đã mang theo một cổ, khẳng định vượt hơn xa tiêu chuẩn, mà máu trên người ta hẳn không ra gì rồi. Bằng bác nói, hắn phỏng đoán được chân nghĩa của điều kiện này là cần phải đi săn giết, chỉ có hạng người mạnh nhất mới có thể bước trên cổ lộ thần thoại. Quả nhiên, sau đó không lâu có tin tức truyền đến, mà thần trong truyền thuyết Thái Cổ có một ít chủng tộc cường thế nhất, máu của bọn họ đều tính ở trong đó. Cũng tốt, ta còn tường cần phải là những bá huyết, thanh huyết, thần huyết này chứ. Không ít người thở vào một cái, nói cách khác, gần như không có khả năng tiến vào cổ lộ thần thoại. Hiện tại có lời đồn đái, sinh mệnh cổ thụ chân chính ở ngay trên đường đó. Trong u ám bóng truyền đến một chút ánh sáng mờ nhạt, lúc đầu tưởng là một viên tinh thú nhưng theo thời gian qua dần dần đến gần trong lòng đám người diệp phàm sinh ra báo động cách từ rất xa nhưng cũng có thể cảm nhận được một mùi máu tanh đây là một con sinh linh tất nhiên rất cường đại bằng không sao có thể ở xa như vậy đã có thể làm cho mọi người rung động vũ trụ rộng lớn không bờ bền, dưới tình huống bình thường đi lên trăm ngàn thế đều khó có thể đụng tới một sinh mệnh thể gì nhưng ngày nay ở tinh vực này có điểm đặc biệt gì đó đã dẫn tới cường giả các tộc đây là một con sinh vật loại gì mà phát ra hào quang trói mắt như vậy khẳng định rất khó đối phó đây lòng mã nhai răng nói chẳng lẽ có cổ huyết chúng ta cần diệp phàm bọn họ đã lên đường hơn mười ngày đi vào một khu săn bắn thái cổ trong truyền thuyết trên đường đi cũng từng nhìn thấy qua vài tộc loại cường đại nhưng đều kém cổ huyết một bậc mà nay còn là lần đầu gặp được sinh vật kỳ bí này đúng thật là hướng tới phía chúng ta ta cảm nhận được một cổ huyết khí cường đại cuồn cuộn mãnh liệt, như là đạp trên thi thể hài cốt chúng sinh mà tới. Hoàng Kim Sư Tử lộ vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân nó đều phát ra hào quang sáng rực như Hoàng Kim luyện chế thành, giống như một thần minh thái cổ. 12 thánh giả không có người nào lương thiện, nhiều năm qua bọn họ sát sinh không ít, sử dụng máu chiết xuất tiến hóa cổ thuật, mỗi người đều cường đại siêu cấp mà lúc này ngay cả hoàng kim sư tử kẻ nổi danh thân mình đẫm máu của địch nhân đều động dung có thể nghĩ mà biết cường địch phía trước khủng bố tới cỡ nào còn sinh vật này tốc độ rất nhanh vọt thẳng tới hướng đoàn người bọn họ huyết khí như đại dương cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét tới bao phủ toàn bộ bọn họ ở bên trong quá bá đạo một người mà muốn giết toàn bộ chúng ta thực nghĩ ranh mình là đại đế sao lòng mã khó chịu dịch gào phóng ra huyết khí bản thân ngay tại đối diện huyết khí cuồn cuộn càng cường đại hơn tinh hà lay động nhật nguyệt dung chuyển ầm xé rách vòm trời bình nghiêm cường giả như biển minh mông phía trước giường như có một ma thần bệ nghễ trí cường trí đại mười mấy người diệp phàm bằng bác đều hít ngược một hơi khí lạnh đây là một con quái vật lớn che phủ cả một vùng đất có thể so với một khối vẫn thạch thật lớn trong bóng tối một đôi ánh mắt lạnh như băng như là từ địa ngục nhìn tới Âm hàn lành liệt, khiến người ta tuyệt vọng. Mà đáng sợ nhất là trước xương trán nó có một chủng ánh sáng màu bạc, giống như ngọn lưới thần đang nhảy lên. Đó là tinh thần lực trí cường gần như đã thực chất hóa. Trước đây, bọn họ nghĩ lầm là ánh sáng tinh tú, đến gần mới phát giác là thân thể của sinh vật cường đại này. Nó như là một ngọn núi thái cổ, quá mức khổng lồ, từ trên nhìn xuống mọi người. Hình dạng dữ tợn của nó giống như một con nhện to lớn, nhưng tuyệt đối không có khả năng vì toàn thân nó phủ đầy vầy màu đen, lạnh tanh dọa khiếp tâm hồn người. Mà còn có hơn 100 đôi chân nhện, mỗi một cái phía sau cùng đều thẳng băng như một cây thần mau. Ngoại trừ thân thể mọc đầy vầy lạnh như băng, nó thật sự rất giống một con nhện to lớn như ngọn núi, cực kỳ khiếp người, toàn thân phát ra mùi máu tanh khiến mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ là một chủng loại trong ma thần thái cổ? thánh giả hắc hùng kinh dị, sắc mặt không ngừng biến hóa, nghĩ tới một ít truyền thuyết. Có một loại sinh vật cổ xưa, có thể liều mạng huyết chiến với chư thần, đang tiếc sớm đã bị diệt vong nhiều năm rồi. Tương truyền, chúng nó cường đại nhất khi có thể mọc ra hơn vạn chân, được xưng là ma chu vạn chân, là một chủng loại trong ma thần thái cổ. Con này có lâu chưa đạt tới vạn chân, nhưng trăm chân cũng có thể có. Chủng tộc này không ngờ chưa bị diệt vong, quả thực khiến người ta kinh sợ. Hiển nhiên, đây là một loại trong cổ huyết trí cường bọn cần có. Nó đạt tới cảnh giới thanh vương, nhưng chiến lược quyết không có khả năng suy đoán theo lẽ thường. Loại sinh vật cổ này có rất nhiều chú pháp, khó đối phó nhất là thân thể khổng lồ của nó, từng khiến cho thần tộc đều phải đau đầu. Nhân loại hiến tế đi. Một đạo thần niệm cường đại truyền đến, giống như một giọng nói chân thật, làm cho vũ trụ u u vang động. Trên người nó huyết khí cuồn cuộn, xem đoàn người diệp phàm bọn họ trở thành thức ăn, bảo bọn họ dâng lên sinh mệnh, bởi vì ở thời Thái Cổ rất nhiều đại tộc đều phải cung phụng cho ma thần, tiến hành hiến tế cho bọn họ. Bàng bác cười lạnh, nói. Chúng ta vốn định trao đổi máu với ngươi, cùng đi vào cổ lộ thần thoại, hiện tại ngươi lại muốn tính mạng chúng ta, ta thấy hay là ngươi tự mình chặt chăm chân xuống, khiến cho chúng ta đi. Doạt một đạo ô quang lấp lánh cắt ngang qua vũ trụ, nhanh như tia chớp đâm tới bằng bác, thần lực cường đại tàn nhẫn mà quả quyết, khiến mọi người không kiếm nổi sợ run. Đây chỉ là một cái chân của ma chu vạn chân, vươn thẳng ra như là một cây trường thương lạnh như băng, vô cùng sắc bén, đâm nứt toạt thiên địa, nhoáng một cái đã tới trước mặt bằng bác. Kèng Bằng bác tung một quyền đánh ra, cứng rắn va chạm với cái chân như này, giống như sắt thép va vào nhau, thần năng cuồng bạo đánh cho hư không rách nát tả tơi. Yêu đế cửu trảm, diệt hình. Bằng bác hét lớn, thì triển cổ thuật cường đại của mình, trong hai tròng mắt bắn ra hai con ngân long, bổ về phía cái đầu của Ma Chu. Ma Chu chấn động, rất nhanh né tránh, toàn thân nó phát ra huyết khí ngập trời, trong miệng rít gào, trăm chân đồng loạt tấn công, như là cả trăm cây thần mâu đen nhánh cùng một lúc đâm thẳng tới bằng bác. Chân nhận sắc bén đâm tới, phát ra khí tức lanh căm căm, giống như vạn kiếm xuyên tim, khiến người ta tuyệt vọng. Hai con ngân long va chạm cùng vô số thần mâu, bắn ra đốm lửa rực rỡ, phát ra sát khí lãnh liệt, hai bên công kích kịch liệt, quyết chiến sinh tử. Thân mình bằng bác chấn động mãnh liệt, khóe miệng trào máu ra, bắn lui ra vạn trượng xa. Còn quái vật lớn thật khủng bố, ở trong cùng cấp thánh vương đều là tuyệt đỉnh, so với hắn còn cao hơn mấy tiểu cảnh giới. Ở đối diện, còn ma chu có một số chân bị chém đứt máu tuôn rơi xuống làm cho ánh mắt nó càng lạnh lẽo dán mắt nhìn chăm chăm đám người bằng bác lúc này nó biết là đã đụng phải nhân loại phi phàm thần thương bằng bác hét lớn thì chuyển ra một chàm khác của yêu đế cửu trảm. ngày xương trán hắn phát ra hào quang mãnh liệt bắn ra từng đợt từng đợt tiên quang sắc bén Ma chu thống khổ gào giống kịch liệt tránh né nguyên thần bi một lần tập kích nhưng chùm ngọn lửa trước xương chán nó thật đáng sợ, thiêu đốt hừng hực xua tan một kích của bằng bác, đã vây suýt nữa còn tạo thành phản phệ. Thấy vây mọi người đều khiếp sợ, bằng bác là ai chứ, là một trí tôn trẻ tuổi đang quật khởi trên cổ lộ nhân tộc, thể mà lại bị thương, mà chu dùng mãnh không thể đỡ, chân chính là một đầu hung linh thái cổ cường đại siêu cấp. Bạc đoạt, Bằng bác hét lớn, vẫn như cú thi triển một diệu thuật trong yêu đế cửu trảm, trực tiếp cướp đoạt tinh thần lực màu bạc kia, muốn mạnh mẽ đoạt lấy. Loại bí thuật này thần bí mà cường đại, trước ba trảm đổi lại là người khác căn bản không ngăn chống được, sớm đã bị giết chết, nhưng còn ma chu nhờ cao hơn mấy tiểu cảnh giới mới có thể chống đỡ được. Toàn thân ma chu phát sáng, nhất là tinh thần lực kia lại nhảy lên ngọn lửa kịch liệt, chuyển thủ làm công, nhằm ngay bằng bác phát ra một khí tức khủng bố. Ừ. Diệp Phàm biến sắc, toàn thân huyết khí màu vàng tràn đầy, bừng bừng nhảy lên, như là một ma thần sống lại, phóng xuất ra khí cơ cường đại của mình, tiến hành uy hiếp, lập tức khiến Ma Chu cả kinh. Cùng lúc đó, đám 12 thánh giả Long Mã cũng đều tự phát ra huyết khí ngập trời áp chế tới phía trước, Ma Chu biết đã đá trúng thiết bản, đụng phái một đám thí luyện giả cường đại. Hóa đạo Bằng bác giống to, tiếp tục vận dụng một chảm trong yêu đế cửu chảm. Lần này Ma Chu lập tức biến sắc, loại lực lượng hóa đạo này ai ai cũng đều sợ hãi, nó lập tức lui về phía sau, không dám tranh phong. Đồng loạt lên đi, đối phó với loại cổ thú cao hơn chúng ta mấy tiểu cảnh giới, có hy vọng trở thành đại thánh này, không có gì phải khách sáo, trực tiếp xuống lại đánh chết nó. Lòng mã thực vô sỉ hô lên, kêu gọi đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long cùng sông lên trợ giúp bằng bác. Ừ. Đây là một hồi hỗn chiến đáng sợ, bằng bác và 12 thánh giả đồng loạt ra tay, công kích con sinh vật cổ cường đại này. Huyệt khí cuồn cuộn, vô cùng kịch liệt, cả thiên địa đều bị xé rách. Diệp Phàm cũng từng ra tay, nhưng chỉ tung ra một quyền cực kỳ cuồng bá, đánh gãy đoạn tám cái chân ma chu, rồi sau đó lui ra phía sau, bởi vì đại cục đã định rồi. Một chẳng hóa đạo cuối cùng của bằng bác đánh trúng ma chu. Làm cho con ma chu rơi vào nguy cơ trầm trọng phát ra lực lượng bất hủ để đối kháng với kiếp nạn hóa đạo. Mà đúng lúc này, đám long mã cùng tiến lên, dì nhiên chiếm ưu thế áp đảo. Không thể không nói, con ma chu này cực kỳ khủng bố, mới giao phong một lát thôi đã đánh cho bàng bác bị thương, làm cho hắn phun ra hai búng máu, phải vận chuyển bí quyết trừ già mới khôi phục lại. Ở một tiếng, cuối cùng con ma chu to lớn phải ngã xuống trong vũ trụ, huyết khí khổng lồ của nó lập tức bị đám hoàng kim sư tư, thiên hạt chia nhau sạch sẽ loại máu này có chỗ dùng, không được nuốt hết. Diệp Phàm nhắc nhở. Bằng bác, lòng mã ra tay dò xét nguyên thần của nó, phát hiện một sự thực kinh người, không ngờ nó lại giết chết hai vị trí tôn trẻ tuổi của chủng tộc cường thế, điều này thật đáng sợ. Quả thực cường đại, khó trách khủng bố như vậy. Đáng tiếc, nó đụng phải đám người Diệp Phàm, chú định phải là bi kịch. Hai vị trí tôn trẻ tuổi cộng thêm 12 thánh giả hợp cùng một chỗ, có mấy người có thể tranh phong không chỉ có thí luyện già mạnh nhất của các tộc chính là một ít sinh vật vũ trụ cường đại cùng nghe tin mà đến muốn truy đuổi sinh mệnh cổ thụ ồ nó chính mắt thấy một cỗ quan tài cổ bay ngang qua vòn trời tiến vào cổ lộ thần thoại bằng bác từ trong thức hải của nó chiếm được không ít tin tức có giá trị liền thể hiện ra một bức hình ảnh cho diệp phàm xem là nó là quan tài chính lớp của thời đại thần thoại là quan tài của hư không đại đế diệp phàm lập tức khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức hình ảnh này. Cuối cùng, bọn họ cùng chung sức tinh luyện máu của ma chu, tế luyện ra một khối bản mạng thần huyết cổ bám cỡ nắm tay, sang lóng lánh, phóng ra hào quang bất hủ. Loại máu này quả thực trí cường, tuyệt đối phù hợp yêu cầu, có thể là một trong 10 loại cổ huyết. Diệp Phàm quan sát rồi nói, không hổ là hậu duệ của ma thần thái cổ. Bằng bác thở dài, có thể tinh luyện ra một khối cổ huyết như vậy thật sự không dễ đây mới chỉ là một khúc dạo đầu khi bọn hắn tiếp tục ra đi ở khu săn bắn thái cổ này gặp được càng nhiều sinh vật cổ đều vô cùng cường đại quả thực nghe những điều chưa từng nghe thấy những điều chưa từng thấy nhưng rốt cuộc cùng khó nhìn thấy cổ huyết mình cần mấy ngày sau bọn họ nhân được một tin tức rất nhiều sinh vật cổ cùng với trí tôn trẻ tuổi của ngoại tộc đang chạy tới một cổ địa tên là hoàng kim thất thành đó là một tòa thành cổ xưa xây dựng ở thời thái cổ trường tồn đến bây giờ nghe nói bí mật về sinh mệnh cổ thụ chính là đầu tiên truyền ra từ nơi đó. Này, không cần phải đau đầu vì cổ huyết trí cường nữa. Hoàng Kim Thất Thành có trí tôn trẻ tuổi tụ tập, nghe nói có thể trao đổi bảo huyết ban thân săn bắt được, từ đó cùng tiến vào cổ lộ thần thoại chân chính. Chúng ta có được một loại ma thần huyết, hẳn là có thể gia nhập vào đó. Diệp Phạm nói Hoàng Kim Thất Thành, một tòa cổ thành kim quang rực rỡ vô cùng chói mắt, giống như thật sự là dùng Hoàng Kim luyện chế thành, ở trong tinh không phát ra hào quang màu sắc rạng rỡ. xa xa nhìn lại, nơi đó dáng màu lưu động, tinh khí bao phủ bốn phía, làm cho khắp cổ vực đều tràn ngập sinh cơ cường đại. Vạn dòng tinh tú chảy qua phía dưới nó, cả tòa thành như được xây dựng phía trên một dòng sông lớn, là như thác nước bạc trắng, muôn hình vạn trạng tráng lệ mà hùng vĩ. Diệp Phàm bọn họ nhiều mặt tìm kiếm, rốt cục chạy tới nơi đây, thấy được hoàng kim thất thành trong truyền thuyết, nó giống như một viên thần châu rực rỡ mỹ lệ gắn trên vòng trời. Càng tới gần càng cảm nhận một loại khí thế hùng tráng bao la, như biển rộng mênh mông hùng vĩ, tràn ngập thiên tinh địa khí, làm cho toàn thân mọi người đều như được tẩm bổ. Ta còn tưởng thật sự là một loại thần kim luyện chế thành đấy, không nghĩ tới là một loại đá đặc biệt. Bàng bạc nói, loại đá này thoạt nhìn vàng óng ánh giống như kim loại giống như ngọc và lại có linh khí lượn lờ giá trị tự nhiên rất quý báu nghe nói nó phi thường cứng rắn gần như sánh được với tài liệu luyện khí tên nhà quê kia thực chưa thấy qua cảnh đó sao đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến một giọng nói phi thường không ôn hòa Đàn người diệp phàm quay đầu lại nhìn thấy một đứa chê, thoạt nhìn bộ dáng chỉ bảy tầm tuổi nhưng lại rất khỏe mạnh đang ngẩng nhìn bằng bác mang theo một vẻ châm biếm ở đâu ra thằng nhóc nhỏ dám ăn nói trị thượng bằng bác thân cao gần đến một trượng cúi đầu nhìn đứa nhỏ này thực giống như nhìn một món đồ chơi người nói ai đứa nhỏ này trận mắt phi thường cường thế rồi lại chủ động công tới hướng bằng bác cánh tay nhỏ bé kia thực thô giáp như là làm việc nặng hàng năm ông một tiếng đinh tay nhức óc hai nắm tay lớn nhỏ và chăm nhau phát ra tiếng nổ vang trời làm cho cửa thành đều rung chuyển một trận có thể nghĩ mà biết lực lượng của hai người mạnh biết bao đám long mãi hít ngược một hơi khí lạnh một đứa nhỏ bảy tầng tuổi mà lại có thể quyết đấu cùng bằng bác thần lực cũng không tụt hậu điều này quả thực khó tin cái này ở đâu ra món mầm đậu mà có lực lượng cường đại như vậy bằng bác cảm thấy thật khó tin không cần khinh thường đây không phải một đứa nhỏ nó tu đạo tôi thiếu trăm năm trở lên Diệp Phàm mở nguyên thiên nhãn, từ xương cốt nói nhìn ra tuổi tác thật. Ồ, chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của thổ hành tôn, có phải từ tinh không một bến bờ Trung Quốc cổ khác vượt qua hư không tới đây hay không? Bằng bác như bị ngọn lửa lò bát quái hừng hực thiêu đốt. Đám lòng mã, thiên hạt đều không biết gì, sinh ra lòng hiểu kỳ, không biết hắn là cố ý bắt ép người ta, hay là thật sự như thế. Đứa nhỏ này hơi biến sắc, nó cũng không nghĩ tới khí lực của bằng bắc lớn như vậy, quả thực vượt qua lễ thường, giống như một yêu thần, mạnh hơn rất nhiều so với các sinh vật cung cấp nó từng gặp. Nói cái gì lung tung, tên cao to kia có dám tiếp thêm một búa của ta không, nếu không địch lại phải bồi tội với ta. Đứa nhỏ này thu hồi lòng khinh thị, về mặt trịnh trọng nói. Bằng bắc cười ha hả nói. Nếu thua, có phải ngươi cũng phải bồi tội với thúc thúc hay không đấy? Ông. Đứa nhỏ không nói thêm một lời, trong tay xuất hiện một cây cự phủ đồng thau, hóa thành một luồng tia chớp bổ xuống, đồng thời trong cơ thể nó cũng lưu động vầng hào quang màu đồng, xé mở thiên địa. Diệt hình Bằng bác hét lớn trong mắt bắn ra hai chùm tia sáng hình rồng và chạm cực mạnh với cự phủ đồng thau cũng một chỗ, bùng phát ra một đoàn hào quang hừng hực. Cửa thành u u vang động, lay động kịch liệt, hoàng kim thất thành hiện lên từng đạo phủ văn, các loại đạo ngân đều sống lại thủ hộ tòa thành tránh bị tai họa lan đến ô đây là trí tôn trẻ tuổi của ải nhân tộc không ngờ hắn cũng đến đây rồi có người cả kinh kêu lên nói ra thân phận của đứa nhỏ hắn tên là hi cổ lối vào cửa thành có không ít người tới mục đích giống như diệp phàm bọn họ muốn tiến vào hoàng kim thất thành vừa nhìn thấy một màn này liền nói ra chủng tộc của đứa nhỏ đây là một tộc đoàn cường đại tuy rằng thân thể thấp bé nhưng mỗi người đều có thần lực trời sinh rất có thiên phú ở phương diện tu đạo tường truyền hoàng kim thất thành chính là tổ tiên bọn họ trợ giúp nhân loại dựng nên một kích này hai người cân sức ngang tài hiển nhiên không đánh tới mấy trăm chiêu thi không thể phân thắng bại hai người đều thổi lui không có tiếp tục đấu tên cao to kia thực lực ngươi không kém sau khi vào thành cẩn thận một chút khi cổ nói một câu như vậy rồi lòng bàn tay nhoáng lên một cái tự phủ biến mất hắn đi vào trong thành này còn chưa có bồi tội với thúc thúc mà bằng bác cười to nói khi cổ trí tôn trẻ tuổi của ái nhân tộc hung hăng trừng mắt nhìn hắn nhoáng lên một cái đi vào trong thành đoàn người này là ai dường như mỗi người đều rất mạnh lai lịch không tầm thường có người chăm chú nhìn theo bóng đoàn người diệp phàm bọn họ lộ ra dị sắc nhân tộc thật sự xuất ra một số cao thủ, đại ma thần, đế thiên đều là anh kiệt khó lường, ắt sẽ là đại địch trên cổ lộ thần thoại, mà đoàn người này cũng rất siêu phàm. Đây có khả năng là đoàn người của thánh thể nhân tộc. Cái gì là bọn hắn ư, cũng đi tới Hoàng Kim Thất Thành, cái này náo nhiệt rồi đây, ta đã nói mà, khi cổ vẫn luôn hạ thấp mình, như thế nào đột nhiên khiêu khích, khẳng định là nhìn ra cái gì, hắn là hắn muốn đánh giá một chút thực lực của người cạnh tranh đây ngoài cửa thành có một số người nói nhỏ với nhau sau đó cũng đều đi vào thành đi tới nơi phong vân tụ hội này đây là một trong mấy tòa cổ thành hiếm có trên cổ lộ hoàng kim qua năm tháng dài lâu con đường này sớm đã hoang phế mà các tòa thành theo đó cũng đều bị các loại sinh linh cường đại hủy diệt khó có được chính là hoàng kim thất thành không chỉ giữ được hoàn hảo bên trong còn có cư dân đương nhiên chỉ có mấy trăm hộ ít đến đáng thương người chủ thành này là một lão nhân đầu dâu bạc trắng sau khi vào thành mọi người đều rất quy củ, không có người nào dám trêu chọc lão nhân, đủ để chứng tỏ lão sâu không lường được. Ngào ô! Một tiếng giống to, ở chỗ sâu trong vũ trụ bay tới một quái vật lớn, đúng là một con mãng ngưu màu đen to lớn như một ngọn núi, nhưng mọc một đôi cánh ma thật lớn, bao phủ bầu trời che lấp đại địa nó như muốn tấn công cổ thành, nhưng dưới một tiếng hư nhẹ của thành chủ, nó như bị xét đánh, lập tức an phận hạ xuống, thành thành thật thật hóa thành hình người vào thành. Trong cổ thành đến đây rất đông tu sĩ, so với cư dân còn nhiều hơn. Đối với tu sĩ mà nói, thế gian này không có gì hấp dẫn hơn so với trường sinh, sinh mệnh cổ thụ có lực hấp dẫn trí mang đối với các tộc. Vù, 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 vù. Trong vũ trụ bốn tia chớp lớn màu vàng bay tới, tốc độ đạt tới cực hạn, từ trong tinh hà hạ xuống, là bốn con kim xà, không tính là dài lắm, mỗi con đều chỉ có 10 trượng, nhưng lại tàn phát ra khí tức khiến chư hùng sợ run. Bốn vị lang quân trẻ tuổi của Kim Xà tộc tới rồi. Đúng thật là bọn họ, một nhà bốn con, mỗi người đều nghịch thiên, được xưng là vô địch, bốn vị Kim Xà lang quân là trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ của bọn hắn. Bốn con kim xà hóa thành hình người, mỗi người đều lãnh ngạo, con ngươi có màu vàng nhạt, sau khi đi vào trong thành liền dẫn phát lên một hồi chấn động. Còn nhớ rõ, 10 năm trước nhị lang quân kim xào một mình xông vào một cổ lộ khác, đánh giết thần viên nhất mạch chết sạch, huyết tẩy một vực, chấn động cả tinh không nơi đó. Ngày nay, bốn lang quân kim xà nhất mạch đều tới đây, sắp long trời lở đất rồi, ai có thể là đối thủ của bọn hắn. Mọi người nói nhỏ có vẻ đều rất kiêng kỵ, mặc dù là một ít người của cường tộc, cũng đều né tránh bọn họ từ xa. Trong thành, đoàn người Diệp Phàm dọc theo đường phố cổ xưa đi tới trước, tòa thành này thực bao la hùng vĩ, cất chứa một lúc mấy chục vạn tu sĩ ở lại, tu luyện cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Phòng ốc, lâu đài cung khuyết đều trống không, ngày nay nguyên trụ dân chỉ còn lại có mấy trăm hộ, trông thật tiêu điều tĩnh mịch. Đi tới chỗ sâu trong tòa thành màu vàng, Diệp Phàm cảm ứng được khí tức người quen, ngường đầu lên liền thấy thanh thi tiên tử đứng trên một tòa cung điện, tay áo bay phất phới, làn da óng ánh, linh động xuất trần, như là tiên nữ sắp phi thang mà đi. Diệp Huynh đã lâu không gặp, từ biệt 10 năm càng ngày càng sâu không lường được. Thành thi tiên tử chào hỏi. Diệp Phàm mỉm cười, nói. Tiên tử phong thái càng hơn xưa, Phàm phu tục tử ta sao có thể có cái gì sâu không lường đang nói đến. Thành thi tiên tử cười khúc khích, mắt ngọc mày ngài, đúng thật là quốc sắc thiên hương, linh hoạt xuất trần, xinh đẹp không thể tả bằng lời. Bằng bác cười ha hả, nhìn về phía nàng nói. Xin hỏi tiên tử có gà cho người nào chưa, không biết hai huynh đệ chúng ta có người nào lọt vào pháp nhãn không? Thành thi tiên tử không nói gì, tuy rằng nàng nhìn thấy rất đông người theo đuổi, nhưng ngươi trực tiếp và ra mặt dày như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hư một tiếng, không để ý tới hắn. Ta mới phát hiện, bằng ra quả thật là tấm gương của ta, quả thật trong tính tình người đó cũng có phần hoàn giá." Lòng Mã nói. Xa xa, một thân ảnh đi tới, toàn thân đều phát ra sáng rọi, giống như một thần minh có một loại khí thế khí nuốt thiên hạ, chỉ có ta độc tôn. Để thiên xuất hiện, hắn bước từng bước một đi tới, hình dáng mơ hồ, thân thể cũng thiên địa hòa hợp thành một thể, xứng với cái tên thiên nhân hợp nhất, chứa dựng Long uy thiên đạo mười năm không gặp lại, khí thế của hắn quả nhiên càng tăng lên, khí thế áp núi sông như là một tòa thần lô càn khôn bất hủ chiếu rọi tia sáng muôn đời, luyện thiên địa vạn vật. Đây quả thực như là một vị đại đế trẻ tuổi đi tới, đế thiên lên tiếng. Mười năm, ta sáng tạo một loại quyền kinh, có cơ hội thỉnh giáo với ngươi. Diệp Phàm chưa kịp nói gì, bằng bác trước nở nụ cười, nói. Thật xảo hợp, Diệp Tử cũng đã sáng đạo, lò dưỡng bách kinh, nghiên cứu bí thuật của mình, tên là thiên đế quyền, thật sự có thể chỉ điếm cho ngươi. Đế thiên nói thỉnh giáo đương nhiên là lời nói khiêm tốn, bằng bác đĩnh đạc chấp nhận như vậy, đồng thời nói chỉ điếm, quả thực làm cho đám bộ hạ phía sau đế thiên hận đến ngứa hầm răng, nói không ra lời. Đế thiên cũng biến sắc, dám gọi là thiên đế quyền, loại cái tên khiến tận khung xương và máu người ta đều run lên này nghĩ đến nhất định đại khủng bố tuyệt thế, làm cho hắn sinh ra báo động một hướng khác, lại một thân ảnh xuất hiện, tuy có chút gầy yếu, nhưng bước chân hắn giống như đạp trên thi thể hài cốt chúng sinh đi tới. huyệt khí như đại dương minh mông kinh động rất nhiều cường giả trong thành. Đúng là đại ma thần, 10 năm gặp lại, hắn cũng càng thêm khủng bố, như là một thần ma mới phá mở ra công xiềng, đánh giết từ địa ngục trở về, cường đại tuyệt thế. Xa xa trên một tòa quỳnh lâu, một nữ nhân đang nhìn lại dáng người tao nhã tài hoa, lạnh diễm cao ngạo như một tượng khắc băng mà lại mang theo uy nghiêm không để cho xâm phạm. Đúng là nhân vương. Diệp Phàm nở nụ cười rất bình thản, trong con ngươi có một loại tường hòa an tĩnh, trong lòng không có mảy may gận sóng. Sau 10 năm gặp lại hắn cũng vững chân trong hàng ngụ trí tôn trẻ tuổi, không sợ bất luận kẻ nào. Ta rất chờ mong mỗi một vị cố nhân. Đây là lời nói của hắn, rồi cất bước đi, không có phát ra uy thế gì, cũng không có dị tượng, chỉ bình thản chấn định lưu lại cho mọi người một bóng dáng hình thường. Ở chỗ xa xa, trong con ngươi bốn vị lang quân kim xả nhất mạch bắn ra thần quang như là tia chớp màu vàng vô cùng rực rỡ, nhìn chằm chằm theo bóng dáng kia. Đột nhiên, một thân ảnh giáng xuống, chặn đường đi của Diệp Phàm, đây là một cường giả toàn thân đều phát sáng, xinh đẹp giống như một vi thần, cơ thể sáng lạn không có một chút tỉ vết nào. Giờ khắc này, trong cơ thể Diệp Phàm máu màu vàng sôi trào, u u vang động như sông lớn vỡ đê, không ngờ lại cộng minh, bị kích thích nổi lên phản ứng, toàn thân hắn phát ra hào quang vô cùng tận. Thần tộc Rất nhiều người cả kinh kêu lên, trong lòng tất cả đều vô cùng kiêng kỵ đối với chủng tộc trí cường có khả năng luận bàn cùng thần ma, được xưng trong cơ thể có chảy xuôi máu của chư thần này.